ngày 30 tháng 11 năm 2018, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ. Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh này, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 bị tuyên phạt 10 năm tù. Hai ông trùm là Phan Sáu Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến và Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC bị tuyên lần lượt 5 năm và 10 năm tù về hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ vài 3 năm tù giam đến 36 tháng tù cho hưởng án treo. Tuy nhiên, sau đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có kháng nghị với hơn 40 bị cáo, trong đó có Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương vì cho rằng tòa đã không xét đến tình tiết giảm nhẹ theo quy định, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục bồi thường. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các quy định trên cho những người trên được xử dưới khung, được hưởng án treo. Tuy nhiên khi lượng hình tòa đã không xem xét Ngoài ra, trong vụ án còn có 36 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc xin phạt tiền. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Vinh Quang. Có 8 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Phan Xào Nam có một luật sư bảo chữa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong khoảng 8 ngày, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 3 năm 2019.